Chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay tôi quay trở lại cái điểm câu lâu lắm rồi. Hôm nay quay trở lại này. Cái điểm câu mà tôi đánh đầu con chấm đây anh em ạ. Giờ này nước nó đầy mà cỏ nó nhiều quá. Cỏ đây cả. Thì hôm nay quay trở lại đây đánh lại một bữa xem như nào. Nóng quá anh em ạ. Ôi. Ngồi đây thì không bóng mát đâu, ngồi đây giữa trời nắng luôn đấy. Hôm nay còn sớm thì tranh thủ đánh thôi. Hôm nay trời nước rất là phẳng lặng đấy anh em ạ, đẹp lắm. Đấy nhá, hôm nay tôi quay giờ điểm câu cho anh xem lại nhá, có ăn không? Điểm này câu 1-2 hôm rồi này. Lâu lắm không quay lại đây, tại vì mùa nó nóng này, mùa nắng ngại. Hôm nay thì được đi sớm thì ra đây tranh thủ cho nó mát. Mùa nắng đây ngại lắm anh em ạ, cực kỳ ngại đấy. Thế nào anh em nhìn nước này phẳng lặng lắm anh em ạ, rất là đẹp đấy. Đang tầm sáng không có gió, rất là chuẩn luôn. Tôi cũng vừa chuẩn bị đồ xong anh em ạ. Hôm nay đánh cần ngắn rồi nữa mà, hôm nay đánh cần 4,5 m thôi. Hôm nay đánh mồi tổng hợp anh em nhá, đánh mồi tổng hợp, mồi huyền thoại của tôi ấy. Hôm nay tôi phối thêm một cái ít bột bột tép khô ấy, bột tép xay. Hôm nay chế thêm một ít tép xay vào cái mồi tôi hay câu ấy. Mới đánh cần 4,5 m, đánh trục hai kéo một anh em nhá. Hôm nay đánh đồ nhỏ thôi tôi đỡ mệt, đánh đồ to nhiều mệt thôi. Giờ tôi chuẩn bị vào viện anh em nhá. Giờ tôi đo đáy xem nào đã, lâu lắm không ra đây rồi. Mới nay nó mưa nhiều, nước cũng khá đầy. Hôm nay có rút thêm nó rút vậy đấy, hôm qua hôm kia nước đầy lắm. Bây giờ tôi chuẩn bị anh em nhá, và đo cái đáy đã, xong rồi câu. Ok, xong rồi anh em nhá, bắt đầu vào việc, bắt đầu câu thôi. Hôm nay nước xuống khá là nhiều ấy, hôm qua hôm kia nước đầy lắm. Hôm qua tôi lên chỗ sông của tập trước ấy câu, nhưng mà mưa nhiều, nước nó chảy xiết quá không câu nổi anh em ạ. Hôm nay quay lại về đây, quay lại cái hồ Ruby này, hôm qua lên đấy nước nó chảy quá không câu nổi. Ở đây nước không chảy thì câu đẹp, cá đẹp, hơi tiếc. Ở chỗ đấy xa lắm anh em, đi mất hơn 20 cây đấy, xa mất câu lên đấy mà nước chảy lại không câu nổi, không câu được lại về. Rồi bắt đầu câu anh em nhá, mời anh em theo dõi cho vui nhá. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ngoài quá anh em ạ, Đài Loan mai kia ảnh hưởng bão mưa nhiều ấy, bão không về đến vào Đài Loan nhưng mà ảnh hưởng mưa rất là nhiều. Giờ này ảnh hưởng bão, từ cái bão đâu rồi cá hay như nó không ăn sao giờ rồi. Câu 2 hôm rồi toàn bị móm thôi anh em ạ. Con thảo thả xuống là nó ăn. Câu sông trên kia là không có con đâu anh em ạ. Câu sông trên kia thì chỉ có dọn bẻ thôi, không có con phá đâu. Nhưng mà dọn bẻ thì rất là nhiều, giật mỏi tay. Về đây thì bắt đầu dính các con ngay. Trời đang vài cơn, không biết có mưa không, giờ tối cho nào cũng mưa. Trời này ảnh hưởng bão mà. Giờ này cứ tầm chiều và tầm chiều tối là nó kéo cơn mưa đấy anh em ạ. Chép. Chép anh em ạ. Chép rồi. Về đây thì chép nhỏ đấy anh em ạ. Đây chỉ có chấm nhỏ thôi, không có chấm dài giữa ấy đâu.
không chấp dài như ở sông bên kia. Toán chấp nhỏ đây. Đúng, cô sông chép vẫn đẹp anh em ạ. Cô sông chép dài mà đẹp. Và đây là hiếm, không gặp con chép dài bao giờ ở này. Ở sông toàn chép dài đẹp thôi. Hồ này toàn chép, chép tròn, chép bụng to. Ui, gì đấy? Giếc. Giếc, giếc mụ nhá ạ. Giếc to. Giếc to nhá ạ. Chép riết rồi. Về đây chỉ bắt chép dòi thôi anh em ạ. Không có chép đẹp như ở sông đâu. Chỉ bắt chép dòi thôi. Chép riết rồi. Chép riu riu. Hở câu đây chấp nhận thôi anh em ạ. Câu ở đây chấp nhận là câu chép này thôi. Hai con ăn cho nhau ăn.
bẻ hạt hạt trước. Đây cho vào giò đã, tinh tị là tính. Chạy ghê, vừa vừng ghi xanh con chạy gớm thật. Anh em thân mến, bây giờ 5 giờ anh em ạ. Nó mát thì là thành tối, lúc nãy cả ngày thì nắng nhưng mà giờ mát thì tối mất rồi. Giờ tôi giúp quân thôi anh em ạ, giúp con và nghỉ ngơi, đi chợ mua đồ ăn để ăn trong tuần, mình lại về sớm một chút và nghỉ ngơi để mai đi làm công ty, làm trong xưởng. Hôm nay cá chép ăn rất là nhiều nhưng mà lại ảnh hưởng bão sao lại giờ rồi sao cá chép ăn nhiều lắm, nhưng mà toàn chép giỏi là không có chép to đâu, toàn chép dẫu nó nhỡ thôi, giật liên tục rất là nhiều. Rồi giờ tôi báo cáo anh em xem nhá, nhiều lắm, loại gì cũng có, giếc cũng có, giếc này được mấy con to lắm, giếc bằng bàn tay ấy, giếc mụ ấy. Đây ta đổ cá cho cái xốp này để xem cho nó rõ, hôm nay khá nhiều, đổ cá cho xốp anh em nhá. Ui dồi, nhiều lắm, bàn chép nhỏ. Vẫn có hoàn toàn tỏa đây anh em ạ, rất là nhiều nhá, này nhiều lắm, bàn chép nhỏ thôi được mấy con giếc to lắm. Anh em nhìn cá giếc này, ấy cá giếc to không, được hai con cá giếc, mấy cá giếc nữa này, giếc to lắm, toàn giếc to này, đấy cá giếc anh em ạ, kinh khủng, giếc thì to đùng to đoảng này. Vào đi nhá, nhiều lắm à, chỉ lấy mấy con cá 4 con thôi, thả đi em nhá. Cá giếc ngon này, lấy cá giếc về nấu anh em nhá, cá giếc tính là rất là ngon nhá, giếc già rồi đấy, hai con rước rất là già, rước to, lấy 4 con khá khá này thôi,
thấy lấy 4 con khá khá thôi. Thằng cu em nó giận nó mang về cho nó mấy con cho nó kho. Thì tôi có ăn đâu. Xong rồi thả đi mà nó không giận thì tôi thả đi mà. Nó giận thì mang về cho nó mấy con cho nó kho thôi. 5 con anh em nhá. Ở chỗ này thả đi. Thả đi anh em nhá. Về sống đi. Đấy. Về rồi. Cho về sông rồi. Đấy anh em ạ. Hôm nay rất là nhiều cá con, cá chép, rất là nhiều chép nhưng mà toàn chép dòi thôi. Ở hồ này nó không có chép to đâu. Nó chỉ tầm to nhất thì cân giữa đô lạ cho nó không có chép cụ đâu. Hồ này chỉ được thế thôi. Chưa có anh em nào lên còn 2 cân trở lên, chưa anh em nào lên tầm 2 cân trở lên anh em ạ. Toàn cứ cân giữa đô lại thôi. 1 cân đổ lại là nhiều chứ không có to hơn. Rồi, video này đến đây là kết thúc anh em nhé. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ tôi nhé. Anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Một video này đến đây là kết thúc anh em nhé. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em đến video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em nhé. Bye bye.